Dạ, em tên là Nguyễn Ngô Hiệp Phố, tên Mỹ là Hailey. Em sinh năm 1985. Em xin chào khán giả của Vợ Chồng Son ạ. Em là Ngô Minh Vương, sinh born 1984. Là cái công việc hiện tại của em là gì, Vương? Làm cho US Navy Air Traffic Control, nói chuyện với mấy cái bài máy bay á. Là cái công việc của Hiệp Phố thì hiện tại là... Dạ, trước khi mà em không có bệnh thì em làm trong nhà bang. Rồi sau này em bệnh cho nên em ở nhà. Em có thể chia sẻ cái câu chuyện là cơ duyên nào mà hai tụi em lại gặp nhau? Tụi em quen qua là bên mạng online. Anh này hồi xưa thì anh để cái nickname là giống như là du đảng vậy á, Turkey Asian. Em thì hồi xưa em thích mấy cái người mà du đảng, tại vì em chơi là văn quậy không à. Cái gu em là thích du đảng. Như em thì thích là văn quậy. Người cái ảnh thì ảnh là người tốt, người học giỏi, nhưng mà anh lại cái nick quậy là Turkey Asian, là giống như ta là đại ca ở đây vậy đó. Thì em thấy cái nick đó nó cool, em mới nhắn vô em nói chuyện riêng. Tại sao em lại thích cái gu mẫu người quậy là sao? Tại vì em sống lớn lên ba em rất là khó. Rồi em phải học giỏi, rồi đi đâu bây giờ đúng giờ. Rồi em bị stress nặng, em muốn quen ai nó khác với em tí cho nó vui lên. Chứ nếu mà em học giỏi mà kiếm mấy người khác học giỏi nó lên thấy cuộc sống nó chán quá. Thường thường nhiều người họ mâu thuẫn như vậy. Rồi sao làm sao nè, người ta add cái nick em rồi em thích liền hay làm sao? Không có thích liền, thấy đánh cái chửi capital letter and lowercase letter like that. Giống như cái thời hồi xưa là con nít mà đánh chữ là một cái chữ in, rồi cái chữ thường, chữ in, chữ thường đó là những cái đứa là con nít trẻ trâu quá. Thì ảnh không thích em như vậy, ảnh mới chặn em. Lóc luôn. Lóc luôn. Trời ơi, lóc rồi sao lại cuối cùng lại tìm lóc luôn rồi thường. Nhưng mà thường xưa là em mới đổi cái nick khác. Rồi sau này trở lại nói chuyện rồi nhìn hình kia nọ em mới nhận ra ồ hồi xưa là anh lóc em tới mấy lần rồi. À, tên khác. Ta. Nhưng em ẹt được bao nhiêu? No, em không có tìm ảnh, ảnh cũng lấy cái nick khác nữa. Ồ vậy hả? Mà giống như là cái gì trời nó làm cho mình gặp nhau lại á. Giống như là hồi xưa nói chuyện người ta ưa đổi nick tới luôn hoài. Cái đổi tới luôn hoài thì bao nhiêu lần thì mới chính thức là hẹn hò để gặp 2-3 lần vậy đó. Cái em nói đòi hình ảnh, ảnh thì anh nói là ảnh giống thằng em có ảnh, anh chứ đưa hình em ảnh thôi, không có đưa hình qua ảnh cho em coi. Trời ơi, nó cũng làm cái chương trình là bí ẩn quá ha. Nó tóm lại là hẹn gặp nhau ở mo. Ảnh đứng đầu bên kia, em đứng đầu bên đây. Rồi em mới nói là bây giờ anh đang mặc cái gì vậy để em dễ nhận diện ra anh. Tại vì mo thì đông người. Cái ảnh mới hỏi, anh mặc nguyên bộ đồ đen rồi mang đi về màu vàng vậy đó. Cái đầu em mới nói, nhìn sao đó. Trời ơi, ông nội nào mà lùn mà mặt mà giống như cục chả lụa vậy trời. Đừng có nói là anh nghe mà đang gặp điện thoại mà ảnh nói anh đi nè em ở đâu. Em cũng nói là em muốn sau lưng nè, em không biết anh ở đâu. Cái ảnh mới diễn tả anh vậy, em nói chết rồi trời, xấu quá à, sao giờ. Trốn quá à, mà đang lỡ hẹn rồi. Rồi cái nó thôi xây qua đường, xây qua đường, xây qua ổng xây qua, nó nói anh đi nè, cái hết hồn. Rồi xong cái là ổng. Rồi em lỡ trốn rồi, nó thôi kệ mình cho ổng xí đi một bữa đi. Rồi dắt đi ăn phở, rồi xong dắt về nhà vậy đó. Rồi lúc đó xe anh bị hư, bị đụng đó. Rồi anh mới mượn xe của thằng em, anh chở anh đi. Em ra em nhìn cái xe em cũng tột bút luôn. Tại vì người thì bự mà xe tới hon vậy nè. Cái xe nhỏ xíu xíu rồi, chui vô ổng còn chui không lọt. Nó tóm là cái gu không có gì mà em chấm nổi chứ. Nhưng mà cái thời điểm mà hai đứa mà hẹn hò nhau là năm đó Hiệp Phố khoảng nhiều, em bao nhiêu Vương? Em là 18, anh là 19, right? Yeah, đúng rồi. Yeah, really young. Từ tính đến cái thời điểm này, từ cái thời điểm mà biết nhau cho tới bây giờ là tụi em ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? 17 năm. Wow. 17 năm trên. Yeah. Vậy là đây là một cái cặp vợ chồng son mà có một cái hành trình bên nhau tới 17 năm rồi đó quý vị. Lúc mà Hiệp Phố vừa gặp em, cái ấn tượng đầu tiên là thấy Vương giống như là cục chả lụa, là người ta không vui rồi đó. Là còn cái ấn tượng đầu tiên của em về cô nàng bé nhỏ này thì là ấn tượng gì? Thấy Phố thấy dễ thương, like đẹp quá. Mà mấy con gái that I know before, it's just wear, they just wear like quần jean, y sneakers, right? But Phố bằng like cái áo designer, y high heels, đồ mấy cái đó thấy lạ, y thấy sợ chút xíu tại it's like you know like
high maintenance girl or something. Và but... hai là sang chảnh. Yeah. Yeah. Còn mấy người mà anh quen là đơn giản với quần thun, áo jean, quần dài đá thôi à. Cái lúc mà gặp nhau đầu như vậy, không ấn tượng rồi xong sao, rồi xong là cuối cùng lại ghét nhau mà lại gặp lại là sao? Và giống như là em về nhà em không có muốn quen nữa. Rồi lúc đó người già chán lắm, rồi cái em nói chuyện với bạn thân em, thì bạn thân em nói là thôi bây giờ thử người này đi, tại vì nghe nói học thức này, học là học bác sĩ này kia nọ nữa, thì chắc có tương lai hơn. Lúc đó em cũng mới chia tay bạn trai nữa, em nói ok thử vậy đó. Rồi cái đi chơi vài lần, nhưng mà cái ấn tượng của em đó là ba em khen ảnh, cho nên cái đó mới là cái điểm nhất của em. Mà em quen bao lâu thì em dắt Vương về nhà ra mắt ba? Lần thứ hai. Wow, có lần thứ hai là về ra không mắt. Có dắt vô nhà, ảnh ở ngoài ảnh đợi em ra. Mà ổng nhìn rồi từ xa. Rồi vô tình ba em đi ra xe lấy cái gì đó, rồi cái ảnh mới bước ra nói con chào bác. Oh. Đó là ba em mới ấn tượng. Chịu luôn. Dạ, ba nói mẹ em á, nói rồi thấy thằng này được mà, nó gặp tôi với biết chào hỏi đấy kia nọ gì đó. Thì em nghe cái đó em nghe lén, thì ba em chấm thì em chấm. Thì tính ra là người lớn họ có con mắt nhìn rất là chính xác nha quý vị. Trong cái quá trình mà quen nhau có cái kỷ niệm nào mà ấn tượng mà vui nhất không? Kỷ niệm là cái lần thứ hai hẹn nhau đi chơi là ảnh chở em đi San Jose. Rồi xe của ảnh thì xấu quá rồi, em lại mất cỡ, sợ lên ngồi lại mất cỡ. Tại hồi xưa giờ bạn trai em là xe độ, xe đẹp không à. Thôi có lời góp một điểm rồi. Thôi thì cái hẹn thứ hai thôi cũng lỡ đi lên luôn. Đi lên xong cái đi về, cái ảnh chạy ảnh đổ xăng. Cái em mấy lần người như là mình tử tế mà. Cái mình mốc ra 20 đô, mình nói thôi giờ em phụ với anh 20 đô anh đổ xăng đi. Cái anh cũng lấy 20 đô anh chạy vô anh đưa cho người ta. Cái anh chạy ra cái tưởng là chuyện vậy, hỏi em còn 20 đô nữa không. Nó ủa không xài vậy anh, nó tại vì 20 đô đổ không đủ 40 đô mới đổ. Cái trong đầu em nó lại góp thêm điểm thứ hai nữa. Là người đàn ông lần đầu tiên mà hỏi trắng trợn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó làm em khó chịu, nhưng mà nhẹ nhàng mình suy nghĩ lên mình thấy nó ngộ ngộ gì đâu á, mình thấy thương không? Dạ, giống như mình thấy như ảnh chân thật quá đi, ảnh giống như là cái kiểu cute. Nhưng lúc đó là mình thấy là kỳ, nhưng mà về nhà mình suy nghĩ lại thì mình thấy rất là đáng yêu, đúng không? Dạ. Thật ra là rất đáng yêu. Chị cũng thích những cái hình ảnh đó. Thật sự nó phải thực tế như vậy. Dạ. Chứ nhiều người hả, mới quen cái show up cho đã rồi xong cuối cùng về trời không ơi ta nói không có gì hết. Mình còn mệt nữa luôn. Rồi xong rồi cuối cùng em đổ xăng, người ta bỏ tiền cho em đổ xăng, rồi sau đó em có về em suy nghĩ là em lấy tiền trả lại cho Hiệp Phố không? Không, dắt đi ăn phở. Tại vậy nó do bắt ăn phở lên bộ. Câu chuyện của Hiệp Phố với lại Vương Ngô thấy rất là thú vị nha quý vị. Thì hai người quen nhau bao năm thì bắt đầu mới tính cái chuyện là về ở chung một nhà với nhau? Không có tính ở chung, là vấn đề anh về ở chung là tại vì ba mẹ anh mua nhà xa quá, anh không có muốn đi theo. Rồi lúc đó em mới về em nói với ba em là anh muốn ở lại đây gần em vậy đó. Rồi ba em nói ok, kêu dọn vô ở chung vậy thôi. Thì câu ba chơi lớn vậy trời. Dọn vô ở chung nhưng mà điều kiện là em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Rồi hai đứa ngủ là cứ nắm tay ảnh thì đưa tay lên, em đưa tay xuống là đứa nắm tay ngủ. Thiệt á, đó chứ làm sao mà có được chuyện đó ta, nếu mà nằm ở trong phòng rồi ở chổng làm gì. Không, tại vì cái phòng của ba em nó giống như vậy nè, đóng cửa là mở cửa ra là phòng em vậy rồi đó. Khó nha, nằm gì khó xử quá. Nghe tôi thấy mệt mỏi, nó không có đúng. Sáng cái tay nó đơ, tại vì em đưa thẳng xuống, thẳng đưa lên cầm nha. Là vậy thôi đó. Dạ vậy thôi. Bao nhiêu lâu rồi mới có chuyện gì xảy ra ta? Trốn. Ba mẹ đi làm thì ở nhà. Lúc đầu thì chị có nghe cái câu chuyện của Vương á, là Vương nói là Vương đi học về bác sĩ. Ủa mà sao sau này lại đi về lính là sao, chị không hiểu? Tại vì ảnh đi học xong rồi ảnh đi làm trong bệnh viện khoa cấp cứu 2 năm lận. Rồi ảnh thấy chết nhiều quá, rồi máu me anh cũng chứng kiến mỗi ngày á, ảnh thấy 2 năm đủ rồi, anh không có muốn thêm nữa. Khi mà em quyết định đi lính như vậy á, thì đó cái đó là do tự em nghĩ muốn đi hay là có một động lực nào mà thúc đẩy em đến với cái công việc đó? Tại hồi lúc like 10 years ago không có biết là muốn làm cái gì á, bạn nó làm rồi á, nó kêu vô mình đi đại. Giờ thích ở 10 năm rồi. Nhưng mà thực ra cái đi lính đó, nó làm cho hai người tự nhiên xa cách nhau. Có bị những cái cuộc xa cách mà không có thể gặp nhau hay như thế nào? Dạ có. Lúc mà anh đi học quân sự là phải xa nhau 3 tháng.
3 tháng không có điện thoại, không gì hết luôn. Nói tóm là không biết gì trong đó luôn. Không được liên lạc nhau đâu. Không được liên lạc, chỉ là viết thư. Nhưng mà cái thư nó rất là chậm, một tháng mới được một cái lá thư của anh thôi. Dạ, thì lúc đó đối với em là khó nhất. Mà lúc đó là tụi em có thằng con chó là Pinky là con á. Rồi cái lúc đó là em bị sốc. Cứ mỗi 2 tiếng đi ra thùng thơ kiếm thơ của ảnh á. Nhưng mà mình biết một ngày là người ta giao thơ một lần thôi. Mà cứ 2 tiếng dắt chó để mở cái hộp thơ lặng. Thật ra khi mà Vương Phố mà đi lính như vậy á, thì nó bị cái khoảnh khắc và cái thời gian nó bị cách trở như vậy. Thì sau bao nhiêu lâu thì lại được trở về gặp nhau, hay là sau bao lâu thì tụi em lại quyết định cưới nhau? Trước khi em đi lính là hai đứa phải kết hôn rồi. Tụi em từ lúc mà quen nhau, yêu nhau là không có gì suy nghĩ có em bé, cho nên mới là có con chó để là con của mình. Sau này 2013 ba em mất á. Rồi sau đó cái chưa đầy một năm nữa là anh hai em mất. Rồi mẹ em mới bị buồn quá, cái chị em mới nói là thôi bây giờ gia đình mình bên đây không có ai rồi, mà ba mất nữa, thôi em làm ơn có con đi. Rồi mày có con tôi cho mày 2,000. À, là chị của ai? Chị của em. Ồ, chị gái của em. Chị gái. Thì lúc đó em suy nghĩ thôi giờ cũng muốn con đứa cho mẹ ẩm bồng để cho ba bớt buồn, cho nên mới là quyết định có con. Nhưng mà em làm khó lắm, em nói là bây giờ anh muốn em có bầu á, có con phải con gái em mới chịu. Rồi trong thời gian mà anh đi này kia nọ đó, anh ngồi anh đọc internet cách làm sao để có được con gái. Wow, anh phải học hỏi dữ lắm. Ôi, em phục anh luôn quá. Con nước Mỹ anh hay quá anh ơi. Share cái cách chia sẻ cho khán giả với là những người xem chương trình Vợ Chồng Son biết làm sao để có con gái nè. Yeah, lên Google nó nói cái ngày nào làm cái giờ nào ăn cái gì uống cái gì á, cái everything position nhà làm cái kiểu á, cái kiểu luôn á, like all of that. Nhưng mà trong cái thời gian mà anh không có bên em thì lẻ loi em cũng thấy đi bệnh viện thấy người ta cầm tay vợ chồng ôm ít đỡ vợ rồi em thấy em tủi. Cũng tủi thân à. Cái ngày em sanh xong thì là chồng em đã chính thức ở bên cạnh chưa hay là như không thế nào? Thì đó em sanh xong lúc mà sanh là ảnh bên cạnh em, mà lúc về rồi á là ảnh phải chở mình đi làm vậy đó. Rồi cái đi lên xuống em ở với chở thì chở chung với mẹ em, thì mẹ em giúp em chăm baby.